Xin chào các vị đồng học. Trưa hôm qua, tôi từ Úc Châu trở về. Brisbane từ ngày hôm kia đã bắt đầu khóa tu Phật thất. Lần này mọi người phát tâm khởi tu 10 Phật thất, cũng chính là 70 ngày, 24 giờ không gián đoạn, chấp trì danh hiệu. Đây là một nhân duyên rất hy hữu. Tôi đến bên đó để chủ trì lễ sái tịnh khai mạc, để khích lệ các đồng tu phải cố gắng niệm Phật. Hiện nay mọi người đều biết thế gian này có tai nạn. Tai nạn chắc chắn là có. Chúng ta từ trong Phật Pháp học được rất nhiều đạo lý. Căn cứ vào những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, Phật nói nguyên lý nguyên tắc cho chúng ta là: tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Những lời khai thị này các đồng học đều nghe rất quen thuộc, nhưng mà nghĩa lý ở trong đây rất là sâu xa, thật không dễ dàng thể hội được. Nếu như thật sự thể hội được, sáng tỏ chân tướng sự thật, tất cả vấn đề thế xuất thế gian đều có thể giải quyết dễ dàng. Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ là vấn đề chủ yếu. Những cái khác đều là thứ yếu. Vì sao vậy? Chúng sanh bởi vì đã mê mất tự tánh, cho nên mới chiêu cảm đến khổ nạn vô tận. Nếu như một khi giác ngộ rồi, đó thật sự là giống như trong bịch y thần chú gọi là tất cả tai ương hóa thành tro bụi. Đây là sự thật. Cho nên Phật Pháp dạy học ở trong hầu hết các tông chỉ đều là hai câu nói: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là nói từ trên quả, phá mê khai ngộ là nói từ trên nhân. Chúng ta học Phật nhất định phải lấy Phật làm tấm gương, lấy tổ sư đại đức làm điển hình. Học Phật phải giống một vị Phật, học Bồ Tát phải giống Bồ Tát. Điểm này là quan trọng hơn cả. Có không ít đồng tu đến nói với tôi: khó. Pháp sư à, thật không dễ dàng làm được đâu.
Nhưng mà Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, sự việc này nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ. Lời này nói đúng trọng tâm, nói rất hay. Tại vì sao nói là không khó vậy? Đây không phải là cầu người. Cầu người thì rất khó. Việc này là cầu ở chính mình, cho nên nói khó mà không khó. Tại vì sao nói dễ mà không dễ? Tập khí phiền não của chính mình không thể khắc phục, vậy thì không dễ dàng rồi. Cho nên nhất định phải đem tập khí phiền não của mình khắc phục hết. Tứ Hoằng Thệ Nguyện dạy chúng ta nguyên tắc, cương lĩnh tu hành. Cái thứ nhất phải phát tâm. Cái tâm đó là tâm giác ngộ chân thật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Cái tâm niệm này là chánh giác. Nhưng mà câu nói này giảng như thế nào? Rất nhiều người mơ hồ, chung chung, không hiểu nghĩa của nó. Câu nói này dùng cách nói hiện nay để nói, chính là xả mình vì người, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta ngày nay nói với người thông thường là hy sinh lợi ích của chính mình, thành toàn lợi ích của tất cả chúng sanh. Đây chính là ý nghĩa của câu nói này. Cái khó xả nhất của chúng ta ngày nay là lợi ích của mình không chịu xả, không chịu từ bỏ. Bạn làm sao có thể giúp đỡ chúng sanh được chứ? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, chúng ta quan sát thật kỹ, người nào cũng có thể xả mình vì người. Ở trong điều kiện đời sống vật chất của mình, thì tinh giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Đời sống tinh thần của họ vô cùng phong phú. Niềm vui của đời sống tinh thần không có ai biết được. Quả thật đúng là pháp hỷ sung mãn, hết sức từ bi, đạt đến chí thiện. Phàm phu thông thường chúng ta đâu thể biết chứ. Đây là điều chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Chúng ta lại thử xem thật kỹ xã hội hiện nay, thanh thiếu niên xã hội hiện đại, họ nghĩ điều gì? Họ xem cái gì? Họ nghe gì? Nói gì? Sau đó, trong tâm chúng ta sẽ có đáp án. Thế Tôn nói ở trên kinh, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Thế là nhìn thấy rồi. Bạn hãy xem truyền hình điện ảnh mà họ xem. Chúng tôi thì rất ít tiếp xúc. Hôm qua, lúc tôi ở trên máy bay, thiết kế trên máy bay là mỗi một vị trí ngồi có một cái tivi nhỏ, có mười mấy kênh.
Chúng tôi ngồi trên máy bay không mở cái tivi này. Bởi vì sao vậy? Ánh sáng của tivi này cách mắt quá gần, chắc chắn là không tốt đối với sức khỏe. Nhưng mà chúng tôi ngồi nhìn thấy dãy phía trước, thanh niên ngồi phía trước, cậu đó ở phía trước đang xem tiết mục. Ở trong đó là bạo lực, rất là khủng khiếp, vô cùng không lành mạnh. Họ ngày ngày xem những thứ này, nghe những thứ âm nhạc quằn quại này. Đó là gì? Âm thanh hỗn độn. Chúng tôi không có cách gì tiếp nhận được. Họ sống ở trong đây trở thành quen rồi. Bạn phải nghĩ đến não của họ bị tổn thương. Không chỉ ngày ngày bị sóng điện nhiễu loạn, hơn nữa bị nội dung ở trong đây kích thích, đến suốt đời sau này sẽ biến thành căng thẳng, tâm trạng không ổn định, nghĩ ngợi lung tung, thường xuyên sợ hãi. Thế là họ nhất định sẽ làm sai việc. Những tiết mục này sẽ hại chết người ta. So với loại truyền hình điện ảnh của nửa thế kỷ trước đây thì hoàn toàn khác rồi. Càng về trước nữa thì những tiết mục giải trí này càng chất phác. Nó dạy người làm thiện. Tiết mục hiện nay không phải dạy người làm thiện. Mà đang xúi dục người khởi phiền não, xúi dục người suy nghĩ lệch lạc, xúi dục người làm ác. Bạn nói điều này nguy hiểm cỡ nào? Tôi hôm qua ở trên máy bay đã nhìn sơ qua, tôi đã cảm thấy cái thế kỷ tiếp theo chúng sanh thật khó độ rồi. Người trẻ tuổi các bạn, tương lai sau này lớp người này là đối tượng độ chúng sanh của các bạn. Các bạn thử nghĩ xem, bạn phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ họ, giúp họ quay đầu. Đây là bài học vô cùng nghiêm túc, đã bày ngay trước mắt, hơn nữa vô cùng cấp bách. Do đó, chánh kỷ hóa nhân là quan trọng hơn hết. Hay nói cách khác, bản thân bạn bất chánh mà bạn muốn dạy người ta thì tuyệt đối là không thể được rồi. Họ ngày nay là vô cùng bất chánh. Bạn phải dùng cái thường chánh trên cả vô cùng đó mới có thể cảm hóa được họ. Cho nên bản thân chúng ta bất chánh thì nhất định không thể dạy người. Bản thân nếu không đứng vững ở trong cái dòng thác lũ của thời đại này thì bạn nhất định bị cuốn trôi. Bạn sẽ bị kéo xuống biển rồi. Người bị kéo xuống biển quá nhiều rồi. Cái sóng to gió lớn này nhất định phải có định huệ chân thật. Bắt đầu tu từ đâu vậy? Vẫn là một câu nói xưa, bắt đầu chuyển từ trên ý niệm. Không nên vì bản thân nữa, không có chính mình. Trên kinh Kim Cang nói rất hay: không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thật sự có thể làm được không có bốn tướng, lìa bốn tướng, con người chúng ta mới có thể chánh được. Tâm chánh, thân chánh, hạnh chánh. Bốn tướng không thể xa rời. Khó.
Làm sao để lìa được bốn tướng vậy? Ý niệm chuyển trở lại vì chúng sanh. Ta đến cái thế gian này để phục vụ tất cả chúng sanh, sống để phục vụ tất cả chúng sanh, chết cũng để phục vụ tất cả chúng sanh. Quyết định không phải vì mình mà đến. Như vậy thì bạn đã chuyển nghiệp lực thành nguyện lực rồi. Nhà Phật nói là thưa nguyện tái lai. Ý niệm vừa chuyển liền thành thừa nguyện tái lai. Công việc mà chúng ta phục vụ đối với tất cả chúng sanh là gì? Phải nhớ kỹ, đó là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Hạng mục phục vụ duy nhất của chúng ta chính là một điều này. Những hạng mục phục vụ khác thế gian có rất nhiều người đều đang làm. Đã có người làm rồi thì chúng ta không cần nhiều chuyện nữa. Chúng ta thân phận là đệ tử xuất gia của Thế Tôn. Người xuất gia chỉ làm sự việc này, rất đơn thuần. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Đây là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Người khác, bất luận là người nào, làm sự nghiệp từ thiện xã hội, giúp đỡ chúng sanh, giải quyết khó khăn, chúng ta đều tán thán, đều hoan hỷ. Tùy hỷ công đức. Thành tựu cái tốt của người, không thành tựu cái ác của người. Ý niệm vừa chuyển thì công phu giải hành của chúng ta liền đắc lực. Ý niệm mà không thể chuyển được, không nên nói công phu ở trên hành môn đắc lực. Nói thật ra trên giải môn cũng không dễ dàng. Nguyên nhân này là gì? Tâm Phật với tâm phàm phu khác nhau. Dùng tâm phàm phu học Phật là sai hoàn toàn. Cần phải đem tâm lý chuyển đổi trở lại. Từ bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chung sống giữa người với người phải bình tĩnh khách quan, không nên có thành kiến. Lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Ý kiến của người khác có chỗ sai lầm thì phân tích kỹ cho họ, để họ sáng tỏ. Mấy ngày trước tôi ở Úc Châu, cục trưởng cục đa nguyên văn hóa Queensland đến thăm tôi. Chúng tôi đã bàn đến dùng tâm chân thành mới có thể giải quyết mối bất đồng. Ông nghe không hiểu. Ông hỏi tôi,
hai nước đang tranh chấp. Nước thứ ba đến hòa giải, mọi người đều là tâm chân thành. Tại vì sao vấn đề vẫn không thể giải quyết? Tôi nói với ông, hai nước tranh chấp cộng thêm người hòa giải vào trong đó nữa, cả ba người tâm đều không thành, cho nên vấn đề không thể giải quyết. Ông trố mắt nhìn tôi, nói là mỗi người chẳng phải đều rất chân thành vì lợi ích quốc gia của chính mình mà làm việc sao? Tôi nói đúng rồi, nhưng chỉ cần vì lợi ích của mình thì là không thành rồi. Mỗi người đều chấp trước lợi ích của mình, rồi đôi bên xung đột lẫn nhau, vậy mới sinh ra chiến tranh. Thế nào gọi là chân thành vậy? Hoàn toàn nghĩ thay cho người khác, đây là thành. Người ta nghe xong thì sẽ tiếp nhận. Tôi khuyên bạn làm thế này làm thế nọ, mà mục đích là không đi ngược lại lợi ích của tôi. Loại tâm thái này mà đem đi hòa giải thì sai rồi. Không thể giải quyết vấn đề. Tôi xin lấy một thí dụ. Đây là vào năm xưa, rất lâu rồi. Sự việc này có lẽ đã hơn 20 năm. Có một người Nhật Bản đến thăm Đài Loan. Chúng tôi có cơ hội gặp mặt cùng nhau. Đúng vào thời điểm đó, chính phủ Nhật Bản đem những giáo trình ở trong tiểu học, giáo trình trung học đối với những phần như là xâm lược Trung Quốc, xâm lược Đông Nam Á này hoàn toàn cắt bỏ hết, không thừa nhận sự xâm lược của họ, che giấu sự thật này đối với thế hệ học trò nhỏ. Việc này họ tự mình làm mà cảm thấy rất đắc ý. Tôi nhân cái sự việc này, bởi vì người đó là ủy viên Quốc hội Nhật Bản, tôi hoàn toàn từ lợi ích của bản thân họ mà suy nghĩ, không phải từ chúng ta. Tôi nói cách làm này của các bạn, người Nhật Bản các bạn thế hệ sau này rất thông minh. Ông nghe thấy câu này thì rất vui. Thế hệ trẻ rất thông minh, rất có trí tuệ. Bạn có thể đem những sự thật này che giấu, thậm chí là lịch sử của cả quốc gia bạn, bạn đều có thể viết lại. Nhưng mà trong những thư viện ở chỗ khác trên toàn thế giới đều có tư liệu. Tương lai con em của các bạn ra nước ngoài để du học, nhìn thấy những tư liệu này mới vỡ lẽ ra, hóa ra tổ tiên tiền nhân đã lừa dối chúng ta. Vậy thì thể diện của các bạn để ở đâu đây? Thế hệ sau của các bạn có còn xem trọng các bạn nữa không? Ông nghe xong thì vẻ mặt đều biến sắc ngay người ra. Cho nên cách nói của tôi là vì lợi ích của bản thân các bạn, bạn có muốn người đời sau của bạn tôn trọng các bạn hay không? Trong lịch sử có địa vị, các bạn được người đời sau của mình tôn kính. Được người đời sau tôn kính thì không được phép lừa dối họ. Người xưa nói rất hay, người không phải thánh hiền, không ai mà không lỗi. Lỗi mà biết sửa thì thiện không gì bằng. Các bạn có lỗi nhưng không biết sửa, còn muốn tìm đủ mọi cách để che giấu, còn muốn lừa dối thế hệ sau, bạn có thể lừa dối được hết không? Bạn mà viết lại được hết toàn bộ lịch sử của thế giới này thì bạn mới có thể lừa dối được thế hệ sau của bạn.
Chỉ cần có một nơi vẫn còn gìn giữ những văn kiện này, tương lai con cháu bạn nhìn thấy được thì đều sẽ xem thường các bạn. Chúng tôi không hề nói là chúng tôi bị hại. Lời tôi nói đều là lời chân thật, từng câu đều là lời chân thật. Là đại bất lợi đối với chính bản thân các bạn, đối với chúng tôi chẳng có sao cả. Đây là nói lời chân tâm. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Tôi không có cơ hội, nếu có cơ hội ở trên đài truyền hình Nhật Bản nói một giờ đồng hồ hoặc nửa giờ phân tích cho họ nghe thử, họ cũng sẽ giác ngộ, cũng sẽ tỉnh ngộ ra. Cái cách làm này là sai lầm. Lỗi lầm không sợ, thừa nhận lỗi lầm, sửa đổi lỗi lầm, bạn mới được người toàn thế giới tôn kính. Cách làm này của các bạn ngày nay khiến người toàn thế giới thấp thỏm lo âu, đề phòng với bạn. Những người Nhật Bản các bạn không phải là người tốt, khi bạn cường thịnh lên sẽ còn xâm lược người khác, càng nghiêm trọng hơn. Mỗi quốc gia đều nhìn bạn căm thù kiểu như thế. Bạn nói xem bạn cần gì phải khổ như vậy chứ? Đây là cách làm ngu xuẩn, cách làm không có trí tuệ nhất. Tôi nhìn thấy người Nhật Bản, nói thật ra một câu nói tán dương cũng không có, nhưng mà từng câu đều là lời chân thật. Không nói lời tán dương, là nói lời chân thật với họ. Nhưng mà người Nhật Bản đối với tôi vô cùng tôn kính. Đây là vượt lên trên thời đó ở Đài Loan, vượt lên trên đối với người khác. Họ đối với tôi quả thật rất tôn kính. Tôi nói lời chân thật với họ. Cho nên cái ý nghĩ này phải chuyển trở lại. Quyết định không phải vì chính mình, vì người khác mà lại có xen lẫn một chút ý niệm tự tư tự lợi ở bên trong, thì bạn đã không thuần rồi. Cũng như ở trong đề hồ có trộn lẫn thuốc độc vậy, không thể giải quyết vấn đề. Thuần là thiện ý, thuần là tâm thương yêu, thuần là tâm hạnh vì tất cả chúng sanh phục vụ. Bạn mới có thể cảm động thiên địa quỷ thần. Bạn cũng có thể cảm động đến các quần tộc khác nhau, thậm chí là người chưa từng tiếp nhận giáo hóa. Những người này đều có thể cảm động, thậm chí là có thể cảm động rắn độc thú dữ. Cái thí dụ này trước đây rất nhiều. Tại vì sao người khác có thể làm được, chúng ta không làm được vậy? Chúng ta tu dưỡng chưa đủ, ý nghĩ vẫn chưa thật sự chuyển trở lại. Vẫn không phải là thuần chánh thật sự, cho nên không có năng lực cảm hóa người khác. Chúng ta ngày nay ở cái đoàn thể nhỏ này, ở trong đoàn thể đồng học nhỏ có mười mấy hai mươi người. Ai phát tâm chân thật học Phật Bồ Tát, cảm động đồng học của bạn, để mỗi một đồng học nhìn thấy tâm hạnh của bạn đều có thể hồi tâm chuyển ý. Mọi người đều học Phật Bồ Tát, đều có thể vì tất cả chúng sanh phục vụ, thì xã hội được cứu rồi, chúng sanh được cứu rồi. Nghiệp chướng có thể tiêu trừ, tai nạn có thể hóa giải, đều ở trong khoảng một niệm. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng nỗ lực. Các vị đồng học,
Hôm qua chúng tôi đi viếng thăm đạo giáo, tôi cũng đã đặc biệt kiến nghị với hội trưởng của họ nhất định phải giảng kinh thuyết pháp. Phải phát tâm giáo hóa chúng sanh. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một môn học bắt buộc của đạo giáo. Chúng ta mỗi ngày đang giảng, rất nghiêm túc nỗ lực đang học tập, nhưng họ thì lơ là rồi. Tôi hôm qua cũng nhìn thấy họ viết một quyển sổ tay nhỏ, tên là Giáo Nghĩa Giáo Lý Đạo Giáo. Ở trong quyển sổ tay nhỏ này, phần lớn là giới thiệu mấy câu nói quan trọng ở trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Những nghĩa lý này đều rất sâu. Người hiện nay có thể thể hội được không nhiều. Phật pháp xem trọng khế cơ khế lý. Trên lý nói rất hay, nhưng mà những lý luận này không có cách gì thực hiện được. Đây chính là không khế cơ. Tôi đã nói với họ, Nho Thích Đạo ở Trung Quốc là Tam Giáo. Mấy ngàn năm nay đều phối hợp mật thiết, hướng dẫn quảng đại quần chúng xã hội. Hướng dẫn họ đoạn ác tu thiện. Ấn Quang Đại Sư không chỉ là đại đức một đời của nhà Phật, còn là tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Chính bản thân Ngài cả đời đề xướng Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn. Hai tác phẩm này đều là của đạo giáo. Liễu Phàm Tứ Huấn được xem là của Nho giáo. Dốc sức đề xướng, không tiếc sức lực. Từ đó cho thấy người giác ngộ chân chánh nhất định không có thành kiến, không hề cho rằng đây là tác phẩm của đạo giáo. Vì sao chúng ta phải tuyên dương và vì sao chúng ta phải học tập? Vậy là có thành kiến, có thành kiến phe phái, đó là mê mà không giác. Sau khi giác rồi là giống như Phật pháp nói, điều mà pháp ấn chư Phật ấn định, đó chính là chí thiện viên mãn. Pháp ấn của chư Phật là gì? Bốn câu kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Pháp ấn của Phật
chỉ có 12 chữ. Chúng ta thử xem những giáo trình này của đạo giáo có phù hợp với 12 chữ này hay không? Cảm ứng thiên âm chất văn quả thật đúng là phù hợp với chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Vậy đây chính là Phật giáo, có gì khác biệt đâu? Chúng ta cần phải nên học tập, cần phải nên tôn trọng, xem nó không khác gì kinh Phật. Càng huống hồ trên kinh Đại Thừa nói cho chúng ta biết cần dùng thân gì để độ, Phật liền thị hiện thân đó. Cần dùng thân đạo trưởng mà độ được thì chư Phật Như Lai liền hiện thân đạo trưởng để thuyết pháp. Bạn có thể nói ở trong đạo giáo những trưởng giả kia không có Phật Bồ Tát ở trong đó hay sao? Cho nên Phật giáo, chúng ta dùng cách nói hiện đại để nói, nó quả thật đúng là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Làm viên mãn nhất, chân thật nhất. Chúng ta nếu có thể thể hội được, nếu có thể hiểu rõ, mới biết học Phật, thì bắt đầu học từ đâu? Hôm nay chúng ta xem Cảm ứng thiên câu thứ 22. Thương xót con côi, cứu giúp quả phụ, kính già thương trẻ. Những chữ này, mấy chữ này là dạy chúng ta hành nhân, tận trung. Suy bụng ta ra bụng người, hiện nay gọi là sự nghiệp phúc lợi xã hội. Cô quả đều là nói cảnh ngộ bất hạnh nhất của nhân gian. Đàn ông vợ chết rồi thì gọi là cô, đàn bà chồng chết rồi thì gọi là quả. Đã mất đi bạn đời, nhất là tuổi tác cao rồi, người già, đây là cảnh mà đời người không thể tránh khỏi, chắc chắn sẽ gặp phải. Chỉ có số ít người suốt đời sống trong hạnh phúc mỹ mãn là do trong đời quá khứ đã tu tốt. Góa vợ, góa chồng ở cái thế gian này thì quá nhiều rồi. Hiện nay, mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới khuyến khích nhân sĩ trong giới tôn giáo dùng tâm thương yêu từ bi để giúp đỡ những người bất hạnh này.
Cho nên ở Singapore chúng ta cũng nhìn thấy hầu như mỗi tôn giáo họ đều làm viện dưỡng lão, đều làm cô nhi viện, thâu nhận những người bất hạnh này trong xã hội. Giao thừa năm ngoái, chúng tôi đón Tết vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi nghĩ đến những người bất hạnh này trong xã hội. Cho nên chúng tôi mời họ đến đón Tết cùng với chúng tôi, qua một đêm giao thừa thật ấm cúng. Chúng tôi mời toàn thể nhân sĩ của từng tôn giáo, họ làm những viện dưỡng lão và viện cô nhi này. Trừ những người bị bệnh không thể đi đến được, hoặc giả đi lại không thuận tiện, không có cách gì đến được, chúng tôi đã phái người chuyên phụ trách đi tặng quà cho họ. Người có thể đến tham gia, chúng tôi đều vô cùng hoan nghênh. Buổi dạ tiệc ấm áp năm ngoái, chúng tôi đã mời những người này 3.800 người. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên suy nghĩ rất chu đáo. Mỗi một người già, mỗi một cô nhi, chúng tôi đều phát một thiệp mời chính thức. Sự việc này dường như là việc nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn. Chúng ta thử nghĩ, cô nhi sống ở trong cô nhi viện, người già sống ở viện dưỡng lão, có lẽ một năm qua hoặc từ trước đến giờ cũng không có người nào đến mời họ, chính thức đến mời họ ăn cơm chưa từng có. Cho nên tấm thiệp mời này đến với họ là ấm áp vô cùng. Là một kỷ niệm tốt đẹp ở trong cuộc đời của họ. Cho nên thiệp mời của chúng tôi không phải phát một tờ đến cả đoàn thể của họ, không phải vậy, mỗi người đều được phát. Đây là tâm thương yêu. Chúng tôi mỗi một viện dưỡng lão, mỗi một viện cô nhi, chúng tôi đã tặng rất nhiều quà, nhu yếu phẩm trong đời sống thường ngày. Cúng dường đại chúng, mỗi một đoàn thể chúng tôi cũng đều quyên giúp một khoản tiền tặng cho họ, biểu thị sự quan tâm chăm sóc của chúng tôi đối với họ. Con người đến hỏi tôi, Pháp Sư à, tại vì sao Thầy lại đem những thứ cúng dường quyên hiến của tín đồ Phật giáo đi tặng cho tôn giáo khác vậy? Người nói câu nói này, người có những quan niệm này, tâm lượng quá nhỏ rồi, không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật không phải như vậy. Phật là đối xử như nhau, cũng không phải là đệ tử của Bồ Tát Tổ Sư. Bồ Tát Tổ Sư dạy chúng ta học cảm ứng thiên, dạy chúng ta học âm chất văn. Đây chẳng phải là của ngoại giáo, tôn giáo khác sao? Có thể thấy chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước.
hư không pháp giới tất cả chúng sanh đối xử như nhau. Đâu có loại phân biệt này. Có thể thấy tâm lượng chúng ta quá nhỏ rồi. Chúng ta học Phật không thể thành tựu. Niệm Phật không thể được nhất tâm. Đừng nói nhất tâm, không thể đạt được, mà công phu thành khối cũng không thể đạt được rồi. Tham thiền không thể nhập định. Học giáo cũng không thể viên dung, thông suốt. Học mật không thể tương ưng. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phân biệt chấp trước quá nặng rồi. Chúng ta dùng tâm dùng sai rồi, vẫn cứ dùng tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi học Phật Pháp thì Phật Pháp cũng biến thành Pháp luân hồi rồi. Cảnh chuyển theo tâm, Phật Pháp cũng là cảnh giới. Xem bạn là tâm gì. Cho nên bản thân chúng ta sai rồi. Đại đạo lý nói với họ, họ cũng không thể nghe hiểu. Tôi phải nói với họ những đạo lý đơn giản dễ hiểu. Trong xã hội, những người già, neo đơn, cô nhi quả phụ này, người học Phật chúng ta có cần chăm sóc họ không? Cần chăm sóc. Chúng ta có cần làm viện dưỡng lão và viện cô nhi hay không? Cần chứ. Cần thì tại vì sao không đi làm? Tâm có thừa mà sức không đủ. Điều kiện chúng ta vẫn không đủ. Người khác làm so với chúng ta làm còn gì khác chứ? Điểm này chúng ta phải biết. Người khác làm chính là chúng ta làm vậy. Chúng ta tặng tiền, tặng một ít quà, vật dụng trong đời sống thường ngày, chẳng phải là đạo lý muôn đời, là lẽ đương nhiên hay sao? Còn có lời gì để nói nữa chứ? Việc họ làm đó cũng chính là việc chúng ta làm. Ta và người không hai. Ở trong Phật Pháp thậm chí là nói đến sanh Phật không hai. Nghĩa là chúng sanh cùng với chư Phật không phải hai. Chúng ta ngày nay hỏng là hỏng ở chỗ phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước khiến chúng ta đọa lạc trong lục đạo, trầm luân trong tam độ. Đời đời kiếp kiếp cũng đã từng gặp được Phật Pháp, cũng đã từng gieo một chút thiện căn. Nhưng mà không có cách gì xuất ly lục đạo. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phân biệt chấp trước quá nặng, tâm lượng quá nhỏ, khởi tâm động niệm điều gì bản thân, tự tư tự lợi. Cái gì cũng đều là vì bản thân, vì gia đình của mình, vì đoàn thể của mình, vì tôn giáo của mình. Vậy thì hỏng rồi.
cái ý niệm này là hư vọng không thật. Phật dạy chúng ta dùng chân tâm, dùng thành ý. Thành nghĩa là gì? Tiên sinh Tăng Quốc Viên thời Tiền Thanh nói hay. Ông viết ở trong bút ký đọc sách là: một niệm không sanh gọi là thành. Từ đó cho thấy khởi tâm động niệm là không thành. Phải một niệm không sanh thì đó mới là chân thành. Chân thành khởi tác dụng, nhà Nho gọi là chánh tâm, ở trong Phật Pháp gọi là thâm tâm, tâm đại bi. Cho nên thâm tâm đại bi tâm chính là trung, mà phần trước chúng ta đã nói trung của trung hiếu. Đó là sự ứng dụng của chân thành, là khởi dụng của chân thành. Trung nghĩa là gì? Không có một mảy may tà lệch. Có một niệm tự tư là tâm bạn lệch rồi, tâm bạn tà rồi. Niệm niệm điều gì hết thảy chúng sanh mà nghĩ, không hề có mảy may gì bản thân mà nghĩ. Cái tâm này gọi là tâm trung. Tận trung báo quốc, đó là tâm gì vậy? Niệm niệm nghĩ gì quốc gia, niệm niệm nghĩ gì nhân dân, dứt khoát không có một niệm nghĩ gì mình, gọi là tận trung báo quốc. Khởi tâm động niệm đem lợi ích của chính mình đặt lên vị trí hàng đầu, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chứ? Chúng ta phải học Phật, phải học Bồ Tát. Bắt đầu học từ đâu? Từ chính mình phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Cho nên tám chữ này ý nghĩa hay, để chúng ta thường xuyên nghĩ đến. Cái thế gian này còn có biết bao người rất đáng thương, những người cần chăm sóc cấp bách. Cho nên chúng ta nhìn thấy viện dưỡng lão, người già về hưu, trong xã hội Singapore thường gọi là những người được an hưởng tuổi già. Còn những người dấn thân vào công tác phúc lợi xã hội này, chúng ta bội phần tôn kính. Chúng ta lễ kính tán thán. Họ thật sự thực hiện, thật sự đang làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của cổ thánh tiên hiền.
chúng ta cần phải tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực đến hiệp trợ họ, giúp đỡ họ. Sao có thể có phân biệt, có chấp trước chứ? Xã hội mới có thể được an ổn. Thế giới mới có hòa bình. Đây là bố thí vô úy mà trong Phật Pháp đã nói. Chỉ có bố thí vô úy thì quả báo là khỏe mạnh trường thọ. Phật nói với chúng ta bát khổ: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thạnh. Tám loại khổ này trên thực tế đều có thể tránh được. Đều có thể chuyển được nó. Người thông minh, người có trí tuệ, họ biết quả ắt có nhân. Gieo nhân thiện chắc chắn được thiện quả. Chúng ta khởi tâm động niệm đều vì chính mình, cho nên nhân tạo tác là nhân bất thiện, mới có tám loại khổ này. Nếu như có thể niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh, thì tám loại khổ này tự nhiên được tiêu trừ rồi. Lìa khổ được vui là một câu nói chân thật, quyết không phải nói suông. Chung quy ở cá nhân giác ngộ, thật sự quay đầu, nghiêm túc nỗ lực đi làm. Hai câu nói này ý nghĩa rất rộng.